Quốc Hùng chào tất cả các bác. Thì hôm nay Quốc Hùng xin phép giới thiệu với các bác về một cái con bao có thương hiệu của Hitachi, đó là LOD, có model là HMA 8500. Và con bao này thì cập bến với Nam Thanh Quốc Hùng vừa ngày cách đây khoảng 3 ngày. Thì hôm nay Quốc Hùng đã về sân sau và muốn xin giới thiệu với các bác để các bác tham khảo về cái dòng bao lo DHMA 8500 này. Về dòng này thì thường thì em thấy nó ghép với những con rề là LOD 8000. LOD 8000 nha nè. Hồi trước em có về hai con rề như thế mà em đã bán hết rồi. Nên là không có để ghép với con này. Thì hiện tại em đang ghép với nó là một con rề là Onkyo 306 nha. Đây với cái con bao LOD HMA 8500 này thì với cái thiết kế bên ngoài nó thì rất là đẹp nha anh em. Hai vô nó thiết kế là hai cái đồng hồ vô này đó, thì nó nằm mà chiếm khoảng là 70% cái mạch tiền của nó nha đó. Ở dưới này là nó bao gồm nút nguồn, model của hãng và chế độ chơi hai kênh 8 ohm và 4 ohm. Anh em nào chơi lo 4 ohm thì anh em bật qua 4 ohm nha. Anh em nào chơi lo 8 ohm thì bật qua 8 ohm. Thì em đang chơi lo 8 ohm. Đây là chế độ gục kênh kênh A và kênh B. Thì con này đánh hai cầu lo nha nè, hai cầu lo chơi được hai kênh. Đồng nó có thể chơi được hai kênh cùng lúc nha, A hoặc B và A cộng B luôn. Đó. Thì hiện tại thì em đang quay nó ban ngày nên là nó hơi sáng nha nè, nó hơi sáng. Thì hai cái đồng hồ vuông này thì vào ban đêm thì anh em nghe nhạc mà mới lên thì nó sáng lên thì kim ve bói thì nó rất là đẹp, rất là phê luôn. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 nha, 22 tháng 9 thì em test con này để gửi một bác khách đã chốt cái con này nha. Chốt con này. Rồi em sẽ đi qua một bên ngoài hình của nó cho anh em xem. Con này vừa tình trạng rất là mới nha, lên kem luôn nha. Đây là cái nắp vỏ đó này, nguyên zin luôn nha, rất đẹp luôn nha nè, rất đẹp luôn. Này nó có tem chữ Nhật không? Sẽ quay qua chi tiết một vòng qua cái mặt của nó nha. Hầu như là không có một vết trời xước nào nha nè, con này vừa cực kỳ là đẹp luôn. Đây là ruột gan của nó, em sẽ quay cho anh em xem luôn. Thì con này thì nó chạy 8 tụ và 2 tinh phô. Kèm theo lên đây là những cái con 4 con tụ. Tụ này thì đỡ làm gì thì cái này em không biết. Và nó đánh là 8 con sợi sắc Hitachi nha nè, 8 sợi sắc Hitachi. Em sẽ quay cho anh em xem. Tất cả nghiêng riêng nha. Thì công suất con này là 245W, 45W nha nè, điện 100V. LOD là thương hiệu của Hitachi nha, model là HMA 8500. Và con này nó có số series là 241 nha nè. Thì em sẽ test, hôm nay em sẽ test cho một bác khách luôn. Bác này đã chốt cái con này.
con này thì quá là đẹp luôn. Thì cái đường vào của con bao này thì nó có hai đường vào, một là kết nối rê, hai là anh em kết nối direct. Cái con này này nó không có bao này, nó không có volume nha anh em, nên là anh em muốn chơi trực tiếp con bao thì anh em cắm vào cái đường vào direct này, thì anh em mở volume thì mở volume trên điện thoại hoặc là các cái tổng vào thôi. Thì nào cắm rê hoặc là CD thì anh em cắm vào cái đường vào phía bên cạnh này. Con này mà trước về mà có 8.000 nữa em để lại thì quá là tuyệt vời luôn. Một bộ của nó, một combo của nó rất là đẹp. Rê thì nó về trước nên là anh đang bán trước, còn bao nó về sâu nên là nó không biết bao nó về nên là không đồng bộ, anh bán mất rồi. Rồi với tình trạng con này thì quá là đẹp luôn, rất là ok. Lâu về được con này nha anh em. Với những cái dòng mà bao rề bao mà có đồng hồ vô lớn như thế này thì bên em đang có rất là nhiều nha anh em. Thì anh em nào chơi liên hệ em. Thì những dòng như là Onkyo, thì Onkyo 506 RS thì bên em về được 3 bộ như thế này nha. Và model 506R thì em về được một bộ nha. Và những con này thì rất là đẹp, khi anh em mở đèn lên thì nó sáng rất là đẹp. Bao là 506RS, còn rề là 306 trơn nha nè. Đó, giá mỗi bộ như thế này thì tầm trên 16 triệu nha. Đó, trên 16 triệu thì anh em liên hệ với em để có giá tốt nhất nha nè. Thì con bao này thì đã có chủ rồi, thì sẽ test hoạt động nó trước khi là lên đường nha. Rồi giờ thì mời anh em thưởng thức cái chất âm. Mời anh em thưởng thức chất âm của bao LOD HMA 8500 kết hợp với R Onkyo B306 nha. Anh em theo dõi kênh thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh âm thanh của Hồng, và bấm vào chuông bên cạnh nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất mà của Hồng đăng lên.
em đi rồi từ đây tiếng hát. Hai kim phê phái rất là đẹp nha anh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở clip sau. Thì em test video này thì cũng trước hết rồi thì cũng cảm ơn bác chú đã ủng hộ cái sản phẩm bên âm thanh của Hùng là con bao LDHMA 8500. Và giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau.